Kính chào quý vị, và ngày hôm nay là ngày 11 tháng 7 năm 2016, và chúng tôi đang quay bộ bàn tròn 1m38 bằng gỗ mun cộng với 8 ghế. Thì chắc các cái ghế này là mẫu hoa lan tây, và trông thoáng qua thì quý khách sẽ tưởng là cái tầng dưới nó riêng và tầng trên riêng, nhưng xin thưa là tất cả ghế ăn của đồ gỗ Đức Hiền như mọi lần đã giới thiệu rồi, là tầng là cái chân bao giờ cũng thông từ dưới lên trên liền luôn. Đây, dẫn chứng là chẳng hạn như là quý vị nhìn thấy cái chân này đây. Nó đang có một tí cái vết trắng đây thì nó lại thông luôn lên trên này. Đấy. Và chẳng hạn cái chân, những cái chân nào nó cái vân đây, cái lối vân nó kiểu vân vằn vện này lên đây, nó cũng lại theo thì nó đi lên tận bên trên này. Và cái phần bên này đang có cái vết trắng đây, nó cũng luồn theo đi lên. Trong cái đó thì ví dụ cái ghế này, đây cái chân này theo cái vân loang này thì lên đây nó cũng lại vân loang này. Tại sao chân nó lại phải liền? Bởi vì chỉ có chân liền nó mới đảm bảo cái tính chất là mình dùng là mãi mãi không bao giờ phải lo ọc ạch cái lưng này. Và cái bàn tròn này của chúng tôi thì những cái bộ bàn tròn mà gỗ hương thì hay làm là 1m33, nhưng mà cái bộ này là làm còn có mục đích nữa là để xuất khẩu, cho nên là khách nước ngoài yêu cầu chúng tôi phải làm 1m38. Và ghế nó cũng to hơn thông thường. Quý vị trông ghế nó như là một cái vách ghế của bộ ghế salon. Cho nên bộ ghế ăn này thì rất là đồ đá và được khách hàng rất là chuộng. Và một bàn 8 ghế, chiếc mặt bàn này tháo rời ra được. Còn phía chân ở dưới nó cũng có cái phần bệ tròn và có cánh, 4 cánh kia. Nói chung là vẫn là cái lối truyền thống của chúng tôi. Nhưng mà thông thường thì chúng tôi làm những cái ghế nó thanh hơn ở những cái bộ gỗ hương hoặc gỗ mun. Như quý vị đã thấy là loại ghế chân mập thì cái hàng này vẫn là chân mập, nhưng mà cái phần lưng là nó có vần hầm hố hơn, cho nên chúng tôi đưa ra các cái phiên bản khác nhau để cho quý vị thêm cái sự lựa chọn. Và nói gỗ mun thì tất nhiên là nó rất đẹp rồi, chỗ nào cũng vân vần vện rất đẹp. Alo. Vâng, ai đấy? Dạ vâng, đúng ạ. Vâng, được. Vâng. Không, ở đây còn chưa rõ là anh hỏi cái mẫu gì không trả lời được. Hiện nay không có sẵn cái thế ạ. Thực thường công thức của nó có một ghế dài và hai ghế đơn. Thì có những cái bộ nó nôm na độ khoảng 35-40 triệu cũng có rồi. Cột 10. Vâng. Nó không tiện ạ. Vâng ạ, vì đấy có phải là làm một bộ đâu, làm hàng loạt luôn. Bộ nào đi bộ đấy rồi, anh nhé. Vâng, anh nhé. Hiện nay tôi đang tiếp tục. Quý vị thật thông cảm, bởi vì đồ gỗ Đức Hiền là chúng tôi cũng đã có tiếng từ lâu và quý khách toàn quốc gọi điện hỏi liên tục. Không phải ai hỏi cũng mua, nhưng mà hỏi để rõ thêm về thông tin sản phẩm là chúng tôi luôn có trách nhiệm ưu tiên cho khách hàng gọi điện. Cho nên đôi khi đang quay clip mà lại trả lời điện thoại ngoài cũng không được hay cho lắm, nhưng mà quý khách cũng thật sự thông cảm cho. Và mục đích quay clip đây cũng là một là cái sự cam kết chất lượng sản phẩm, thứ hai là cũng để coi như khách hàng đã đến trực tiếp để nhìn khắp các góc độ luôn, trước sau trên dưới trong ngoài luôn, cho nên chúng tôi là lia máy quay ở khắp các góc độ. Vậy hiện nay là chúng tôi đang quay tại tầng 3 khu A của đồ gỗ Đức Hiền. Cũng có một khách hàng cũng hỏi tôi cái bộ ghế ăn này từ lâu rồi, nhưng mà chúng tôi bận rộn liên tục vì tôi cũng trực tiếp là
chỉ huy sản xuất và chỉ huy các vấn đề về giao hàng. Cho nên là những cái tình huống khẩn cấp thì cần phải đứng trực tiếp chỉ huy trước, sau đó đến lúc hàng đã đi rồi thì mới trở lại kiểm tra trong những cái tin nhắn khách hàng yêu cầu để tiếp tục chụp ảnh hoặc là quay clip để gửi đến quý khách. Và xin quý khách cũng đừng hỏi giá ở trên youtube.com, vì tôi không phải lúc nào cũng online, có thể tối mới kiểm tra được thôi. Cho nên quý vị muốn biết giá hoặc là những cái yêu cầu thêm thì tốt nhất là gọi điện trực tiếp đến 0984 666 999. Và trong tình huống thấy cái máy đấy bận liên tục, thì tức là đang có người khác nói chuyện, thì quý khách để lại tin nhắn, sau đó tôi sẽ chủ động nhắn tin lại hoặc là gọi điện lại. Xin cảm ơn quý khách đã luôn luôn ủng hộ Đức Hiền trong nhiều năm qua. Và tôi xin tạm dừng clip tại đây.